Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Mặt trăng hôm nay thật là đẹp. Công chúa Sammy à, nàng thấy mặt trăng hôm nay có đẹp hay không? Trăng à? Đúng vậy. Hôm nay trăng đẹp thật á. Đúng vậy, trăng thật đẹp. Công chúa Sammy à, công chúa có thấy là mặt trăng hôm nay nó có xấu à lộn, nó có đẹp không? Đương nhiên hôm nay trăng đẹp mà nhiều sao nữa. Sợ luôn hả? Đẹp đấy ha. Quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV, hoàng tử đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video Minecraft của mình. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên lại qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đã đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. À, hôm nay mình bắt trước Siro chào mọi người ạ. À, nhưng mà chắc là mình chào không nhanh bằng ổng rồi. Ok. Vô duyên tự nhiên đánh người ta vậy. Trời ơi, giỡn xíu mà. Giỡn xíu rồi. Trời ơi, ok bạn ơi. Thì hôm nay nè, mình có mời gọi là Simmy nè, với lại Kyron và Sammy vào trong đây để quay chung với mình một video mọi người ạ. À, thì các bạn đang thấy là bọn mình đang mặc đồ gì không? Đấy, các bạn nhìn nè, mình thì đang mặc đồ hoàng tử nè, đó. Sim với Sam thì đang mặc đồ công chúa, còn Kyron thì đang mặc đồ quái vật nè, các bạn có thể thấy. Rất là đẹp. Quái vật, quái vật nè, dám giữ tao quái vật. Bạn ơi, tính ra đồ của mình là cũng là đồ hoàng tử nha bạn. Ôi, mình mới là hoàng tử à, còn bạn là quái vật. Có mấy bạn thấy bộ đồ của mình với lại bộ đồ của Kyron, mày thấy đồ ai đẹp hơn nhớ bình luận lại cho mình biết nha bạn. Ấy thì hôm nay nữa bạn ơi, mình đã mời Kyron vào trong đây để quay chung với mình một video. Thì video hôm nay có tên là video bảo vệ công chúa mọi người ạ. À, thì công chúa hôm nay của chúng ta là ai? Chính là Simmy và Sammy chứ còn ai nữa đúng không? Và hôm nay nè, mình với Kyron mỗi người sẽ được gọi là nhận một cái loại lucky block và một con thú cưỡi. Và nhiệm vụ của mình là gì? Đó chính là phải bảo vệ cho công chúa Simmy và công chúa Sammy đó. Bên nào mà công chúa bị tiêu diệt trước là bên đó thua. Đấy, Kyron hiểu không Kyron? Ôi trời, dầm bà mấy cái game rồi, trời ơi. Ok, rồi, gáy to đi bạn, gáy sớm nha bạn. Ok, rồi. Và trước khi vào video này, à không, hồi nãy mình nói ở đầu video rồi. Ok, vậy thôi, không nói nhiều nữa, vô video đi. Rồi, ok bạn ơi, thì bây giờ là bọn mình sẽ bắt đầu phân chia gọi là Lucky Block nha các bạn nha. Thì như bạn đang thấy ở phía sau lưng của mình nè, mình đang có một cái khối Lucky Block gọi là xanh đen. Là Lucky Block cầu vòng mấy bạn ơi, đó. Thì Kyron thấy là, Kyron với Simmy là thấy Lucky Block nào là xịn hơn. Hai bạn thích Lucky Block nào hơn? Mình là mình thích Lucky Block cầu vòng nè, đó. À, thích Lucky Block cầu vòng đúng không? Ok rồi, còn mình thì mình chọn cái màu xanh đen nè, bởi vì màu xanh đen là cái màu của mình luôn, các bạn coi thấy không? Đó, mình có màu xanh mà tóc của mình thì màu đen đó, nhìn y hệt luôn rồi. Tóc là màu xanh mà ta. À nhưng mà tóc trên, nhưng mà trên bộ quần áo của mình có màu đen bạn ơi, y hệt như cái lóc này luôn. Đấy, ok. Rồi, thì bây giờ nè, tôi có để bên dưới đây là thú cưỡi nè, với lại là Lucky Block nè. Bây giờ mời công chúa Simmy gọi là bấm trước, bấm để lấy ra được cái lóc này. Bấm đi Simmy. Hay để tôi. Ok, bấm đi. Wow! Khoan từ từ, Sim vừa Sim vừa được lúc cái block cầu vòng mà còn vừa được thú cưỡi cầu vòng luôn. Đâu Sim thử đăng cái con thú cưỡi coi. Con thỏ phục sinh. Ôi trời. Ôi nhìn thỏ, nhìn thỏ đô vậy. Gì nhìn con thỏ bự như vậy? Em ngồi thử thôi. Trời ơi. Cái cây từ từ cho cây ngồi thử, cho cây ngồi thử coi. Từ từ đấy cho cây ngồi á. Ủa con này đâu không ngồi lên được hay sao á? À ủa. Ôi trời, nhảy tưng tưng luôn kìa. Trời ơi, nhìn xịn quá vậy. Trời ơi, con thỏ. Mà con thỏ, con thỏ này nó mới quăng cái quả trứng hay sao mà. Ủa con trứng. Ôi con thỏ này, con thỏ đẻ ra quả trứng mấy bạn ơi. Trời ơi. Ok rồi, không sao, bây giờ tới lượt tôi với Sammy nè. Ok. Rồi, bây giờ là Sammy, tôi gọi là hy vọng rằng Sammy sẽ may mắn cho chúng ta được con thú cưỡi đó đẹp đẹp bạn ơi. Rồi Sam bấm đi Sam. Ok, đây, nhìn tôi tay rất là may mắn luôn đây. Ok, bấm đi. Bum. Cái gì đây? Đã có gì? Ồ. Ồ đâu? Ender đâu? Đâu đặt Ender nè. Đặt cái con ra thôi coi. Đây thử coi. Cái con gì vậy? Ủa trời ơi. À, con này có thể teleport được á. Cách sao teleport được? Ôi Sam ơi. Sam ơi, nhìn Sam cưỡi con này nhìn thấy ghê.
Trời ơi bạn ơi. Sam, đứng im. Đi đâu đi, nhìn kìa, trời ơi. Ok rồi. Vậy là mình với Sammy là được lúc cái block màu xanh nha bạn nha. Ok rồi. Sam ơi cho tôi coi. Cho tôi một con, lấy con màu đỏ, xin lấy của tôi. Ok rồi, cái gì cái đó được con thỏ màu đỏ hả? Trời, nhìn con thỏ giống kiểu nó đấm mình cái là mình chết luôn bạn. Thỏ nó to dễ sợ, nhìn con của mình suy dinh dưỡng bạn. Con Enderman của mình đúng kiểu suy dinh dưỡng luôn bạn. Trời ơi trời. Ủa nhưng mà ủa cái gì bơi vậy? À con này nó đi. Con của Kairon có thể thả được bơm. Wow. Gì hả? Ok, còn con Enderman của mình đó bạn là nó có thể gọi là tơi bơi được nha bạn nha. Bạn coi nè. Đó, tơi bơi nè. Đó bạn coi nè. Ủa tôi đeo ra vậy? Bằng cách bơi được, cách bơi. Ồ, trời ơi, tôi có thể tơi bơi được nè bạn ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau chia gọi là địa điểm để chúng ta cùng nhau gọi là thi đấu bảo vệ công chúa nào. Lẹt vô. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ là mình với Sammy là gọi là đã chọn được cái chỗ để mình đập lúc cái block này nè. Thì bây giờ nè. Nhìn con kìa. Nhìn con kìa. Bạn ơi. Thôi mệt quá, tôi không thích cười nữa đâu, nhìn thấy ghê. Để tôi giữ cái vòng đi, được gì tôi giữ cái vòng đi. Nè nè, Sam giữ đi. Ok. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt lúc cái block nha Sam. Trời ơi Sam ơi, Sam nhớ không? Lần trước cái lúc cái block này nè cho chúng ta quá trời đồ xịn luôn, đúng không? Là cái đó không biết. Trời ơi. Ủa, cái con thú mình gì á? Trời ơi. Ui nó chết meo luôn rồi. À con này là con Enderman. Cái con này nó sợ nước lắm cho nên nó dính trời mưa cái nó chết queo luôn. Trời ơi tội quá. Ủa không sao đâu. Ôi trời, nó ra cái khối gì vậy? Không biết nữa. Ui cái cây kiếm gì đây? Wow. Trời ơi bạn nhìn nè. Cái cây kiếm nó tự dễ sợ bạn ơi, nhìn nè. Wow, mấy bạn ơi. Mình nghĩ rằng là chắc mấy bạn cũng nhớ cái lúc cây block mà mình với Sam đang dùng đúng không? Lúc cây block này là cái lúc cây block mà lần trước Siro quýnh bọn mình không suy nhơi luôn các bạn. Ờ hơi bị mạnh luôn nha. Ok. Cái búa. Hứa cái búa tao đưa cây thử đi, đưa cây thử. Không, đưa cây thử, cây coi đam. Đam mà để coi. Cái này 10 đam coi, 10 đam. Ồ, 10 đam mạnh đó, mạnh. Mạnh hả? Chết xa cái nha. Không xong tàng hình giờ. Cái gì? Đó xong tàng hình. Đó, cái đó tàng hình. Ủa sao cái tàng hình mất tiêu luôn rồi? Cái gì? Ờ, xong tàng hình. Trời ơi. Xin mời, cẩn thận nha. Ê, con baby nó đánh thiếu kìa. Đó. No, cái sẽ bảo vệ xem. Cái gì vậy? Một đôi giày. Wow. Đây là đôi giày hình như là mình nhớ là nó có tàng hình với lại chạy nhanh. Tàng hình và tăng tốc, tăng máu luôn bạn ơi. Ok rồi, tôi sẽ tạm thời cất đôi giày vào đây. Ok, tiếp nha. Trời, kỳ này mình thắng chắc rồi Sammy ơi. Tôi cá chắc với bạn luôn là kỳ này tôi với Sam thắng chắc luôn á bạn. Ok, rồi đặt tiếp nè. Ui, táo xanh dương. Táo này ăn là tăng máu nè, tăng giáp rồi luôn nè. Wow, tăng hình luôn kìa. Tôi chia cho Sam một nửa nè Sam. Đấy, ok, rồi đặt tiếp. Ui, trời nó ra cái cục gì đen thui vậy? Trời ơi, đau quá. Ok, tiếp. À, cái cấp này cũng không cần đâu. Ui. Táo cho tôi chứ có táo. Táo này xịn hơn cả cái táo màu xanh hồi nãy luôn á Sam. Sao vậy? Cái táo này là táo có ingen, táo này là tăng cho mình máu gọi là nhiều wow. Ơi là nhiều luôn á. Chứ có cái giáp nào không nổi. Wow, man. Sim ơi, cái này 16 đam lận. Ghê à. Ghê. Được. Ờ tôi tàng hình mất tiêu rồi bạn. Ê, ơi tôi tàng hình gọi là cho tôi cái vòng cửa đi, cưỡi đợi mọi chân đi mọi chân quá à. Nè ok nè, đó cưỡi đi. Ủa sao không á, không phải của tôi, đưa đây tôi làm mới được. Ủa? Rồi đó rồi tôi cưỡi cho nè. Xin thấy ghê quá thời luôn bạn. Người ta là công chúa ha, người ta là công chúa thì người ta phải thùy mị nết na. Công chúa gì đâu mà cưỡi con gì nhìn thấy ghê quá. Công chúa gì thấy ghê quá. Trời ơi đẹp là được rồi. Ok rồi tiếp nè. Yên tâm đi, kỳ này tôi cá chắc là bọn mình thắng rồi, Sam khỏi cần lo. Ok, tiếp. Ủa biết mà, nhìn đồm là bro là biết rồi. Ủa có táo vàng nè, thôi cho mình không cần đâu, trời ơi, táo vàng yếu xìu. Ủa cái gì đây? Mặt nạ Herobrine hả? Ui, cái này để làm gì vậy? Ủa cái này để làm gì vậy ta? Ủa? Ai biết? Ủa sao không dùng được vậy? Hay dùng được quýnh ta? Ui, cái này dùng để quýnh Sam ơi, cái này cũng hơi bị mạnh luôn, quýnh phát là chết luôn á. Trời ơi, thủ của tôi. Trời ơi. Cái này hình như là mặt nạ Herobrine bạn ơi, quýnh cái là chết luôn, ghê thiệt. Ok, tiếp. Tôi giữ cho. Ok, giữ đi. Tiếp là tiếp. Ra gì đây? Ủa cái gì, cái hình vẽ vậy? Ui. Cái cọng này khi mà mình giữ nó trong người là mình sẽ tăng được sức mạnh. Ok, Sam giữ đi. Nhiệm vụ là Superman. Ui, Sam tăng hình luôn rồi.
Wow, Sam tàng hình luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, từ từ. Sam tàng hình thì tôi không thấy Sam đâu hết trơn á. Bây giờ Sam bỏ vô nó vô trong cái rương đi để tí nữa lấy tí tí tí. Đúng rồi, để tôi bỏ rương. Tí nữa lấy. Chứ Phong không thấy Sam đâu hết trơn rồi. Ok. Đây đây, cầm cái nó biến hành luôn ghê quá. Ơi cái gì vậy? Au. Ấy à, mày nè. Rồi xong cây dính hiệu ứng luôn rồi. 15 giây nữa mới hết. Cây không thấy gì hết trơn rồi đó. Ghê, cẩn thận cây ơi. Creeper. Ấy à. Ơi, nó bảo cẩn thận rồi mà. Quỷ thần ơi. Ê, số đông có mấy con nguy hiểm lắm á. Trời ơi. Ui, ghê quá à. Yeah, áo giáp. Yeah, mình gần đủ bộ giáp vậy bạn yeah, ơi. Yeah. Ôi, trời mình, trời. Mình đang muốn đủ full bộ giáp để cho mình mạnh hơn các bạn ạ. Ok. Lỡ cách một cái mà nó tê bê luôn. Ê, đây, 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 đập tiếp, tiếp. Ui, cái gì đây? Táo đen in gen. Wow. Ok. Em hoàng tử, hoàng tử cho tôi cái giáp đi, làm gì đó, lập cái tôi bộ giáp đi cho chắc. Từ, tôi đang xem coi cái giáp nào xịn mạnh không cho tôi cho Sam nè. Cái mũ kìa rồi sao có cái mũ được nha. Tôi nói thiệt nha, bây giờ bọn mình chỉ cần một cây kiếm với lại bộ áo giáp thôi là bọn mình đủ thắng rồi. Chưa có cái kiếm nào khoác cái kiếm này luôn á. Ok, lại thêm một chữ S nữa nè. Ok, tôi bỏ chữ S này vô trong rương. Trời ơi, chữ S này cầm cái là người tăng người, tăng người mạnh mẽ lên phải. À, tôi hiểu cái chữ S có nghĩa là gì vậy Sam ơi? Chữ S có nghĩa là Superman. Đó, mình giữ trong người là mình sẽ mạnh lên. Có Superman, thích quá. Ok, đấy, đập tiếp. Ui, cái nón tiếp. Ê, tôi thấy gì người không mặc hơi nhiều giáp đó tay. Đâu. À quên, đây cây đưa sim giáp nè, nè. Sim ơi. Chờ xíu để tôi xử lý con quỷ nè, đá. Sau lưng nè, sau lưng nè đó. Đưa sim giáp đó. Ôi khoan, cái tôi có gì? Có khối kim cương nè. À, rồi xong luôn. Chứ sao mỗi người một cây kim. Có kim tôi nha. Ok cái rồi. Chưa? Tôi chỉ còn có 17 cục lúc cái block mà. Nếu mà không ê, kiếm nè. Wow. Mạnh không? À, từ kiếm này cũng 10.000 sức mạnh. Kiếm này thì là 100.000 sức mạnh nè, còn kiếm này là ui, cái này là 1.000.000 sức mạnh luôn. Cái này 1.000.000 sức mạnh luôn. Trời ơi, út kiếm nhìn đơn giản mà sao 1.000.000 luôn vậy? Trời ơi, cái kiếm này là 1.000.000 sức mạnh luôn nè các bạn ơi. Cái này quýnh một phát thôi là chết, nó queo luôn á. Ok rồi, tiếp. Ui, áo giáp. Áo giáp y. Phải áo giáp này không? À, đúng rồi nè. Đúng áo giáp này rồi Sam ơi, mặc vô là tăng tim nè. Ok rồi, ok. Được. Một tí nữa nha, nhiệm vụ của Phong á là bảo vệ cho Sam, cho nên là Phong sẽ đưa cái áo giáp này cho Sam là để lỡ đâu á mà Phong bị Kairon có quýnh chết á thì Sam có bộ giáp này một mình Sam cân hai luôn. Ok. Hợp lý. Okay. Nhiệm vụ của trò chơi này là phải bảo vệ công chúa các bạn ơi, là công chúa sống là thế nào tụi mình sẽ thắng. Ồ, vậy tôi thấy ông đồng mấy đồ oxy down mà. Cậy cũng đâu có muốn đâu Sam. Nhưng mà của cuộc đời. Ây da, yeah. Trời ơi, con zombie. Rồi, đập tiếp nè bạn ơi, để mình đập coi. Ui, lại ra đôi giày, yes. Rồi, Sam. Lại đây, lại đây. Nè, Phong đưa từ cái nón này với lại là cái áo, cái đôi giày này là màu đen nè. Hình như là mấy cái này là bộ mạnh nhất rồi đó. Ui, đúng rồi, bộ này là khá là mạnh nè bạn. Rồi, bây giờ Sam giữ cái bộ áo giáp này đi. Một tí nữa Sam mặc vô để nó bảo vệ Sam. À, trời ơi. Từ từ hãy mặc nha, từ từ hãy mặc nha, ok. Biết rồi, mang vô là tàng hình luôn á, không thấy đường luôn á. Đúng rồi. Ui, cây cung một gì đây, 100 cái gì? 10.000.000 sức mạnh. Trời. Cái cung 10.000.000 sức mạnh. Trời ơi trời. Không có tên. Trời có cái cung kìa. Nó không cần mũi tên luôn. Nè cho tôi. Một chùm tên Phong ơi, một chùm tên chứ phải một tên nha. Nè nè, Phong cho Sam nè. Phong có một cây rồi. Đây. Cái mũi tên này là bắn một lần là ra gọi là mấy ngàn mũi tên luôn các bạn ơi. Wow. Giết người chưa? Kỳ này là team bên kia gọi là bánh xét cho bọn mình rồi. Trời ơi, làm sao sánh nổi. Vô đi. Ông Tám mới vô. Ơ, nó không bị cháy luôn kìa. Trời đất ơi, thôi chịu khác xa tí nhưng mà. Đây, cho tôi cho Sam nè. Đây, trời ơi. Rồi, ok, Sammy là tạm thời là Sammy là có được bộ giáp nè các bạn ơi. Còn mình thì mình chưa có bộ giáp nữa hết trơn á. Cho nên là mình cần phải đập cho mình một bộ giáp. Trời ơi, tôi cần một bộ giáp thôi là tôi đủ chiến đấu rồi bạn ơi, tôi không cần nhiều đâu. À, trời ơi, cho tôi bỏ giáp đi, tôi nãy giờ. Ui, cái quần. Quần chen kìa. Có cái quần. Ok. Cái quần là chắc được rồi nè. Ok. Rồi tiếp. Trời ơi, ra mấy cục gỗ không à. No, có gì xịn hơn không? Ok, cái nón. Cái nón này cũng không xịn lắm đâu nha. Mình thấy cái nón này cái màu của nó hơi gọi là nó không được đậm. Ui. Trời. Màu mà. Được. Cái nón màu hồng. Ui, cái nón mạnh nè. Cái nón này cũng mạnh đấy, cái nón cũng mạnh đấy. Ồ, lại thêm một cái kiếm nữa. Oh my god. À, trời ơi, làm sao mạnh bằng cây này được? Cái này mạnh hơn, cây này mạnh hơn. Đưa sim cây đấy, bởi vì cây này của sim gà lắm. Đưa cây xanh đây. Cây. Ui, có thêm một cây kiếm nữa. Cây kiếm này đến tận gọi là 10.000.000 sức mạnh phải không ta?
Ừ đúng cái rồi. Cái gì mà kiếm mà mạnh dễ sợ vậy? Đấm cái kiếm này hình như là 10 triệu sức mạnh à. Cái này cũng là 10 triệu sức mạnh. Ủa hình như hai cây bằng nhau đúng không? Ủa? Ủa cái gì vậy? Có gì đánh tụi mình nha. À không, trời ơi, có người tê bơi mình tới đây. Trời ơi trời. Trời ơi bạn ơi, tự nhiên đang trong thời gian đập lúc kia bài lóc mà tự nhiên ông cây đó ông tê bơi mình tới chỗ ổng mấy bạn ơi. Trời ơi trời, người ta đang đập lúc kia bài lóc mà vô duyên nha. Ok, đập thêm nè. Mình cần phải kiếm cho mình full bộ giáp nữa để mình mạnh hơn các bạn ạ. À. Ủa chưa full hả? Chưa, tôi chưa full nữa. Tôi đang ủa từ có cái kiếm gì đang thui lùi nè, tôi lượm cái. Đang thui lùi với kiếm thang hả? Tôi coi cái kiếm này nó có mạnh không đây. Ok, để thử coi cái kiếm này là bao nhiêu sức mạnh đây. Ui. Cây kiếm này hình như là nó còn mạnh hơn cái cây kiếm màu xanh luôn á Sam ơi. Trời ơi, nhìn rất là lạ rồi. Ôi, hàng gì nhìn cái cây kiếm này nó đang thui lùi, tôi biết là cái kiếm này nó đặc biệt rồi. Ok. Rồi, màu đen là tôi đặc biệt. Đó, các bạn nhớ vậy đi. Màu đen là auto đặc biệt rồi. Ok. Rồi. Ồ, đập tiếp tiếp. Đây cái chữ S này cần nè. Tôi sẽ giữ cái chữ S này ở trong người. Đó, ok. Trời đất ơi, cay đói nè, chim ơi, cay bị đói rồi. Cay đó, có nè. Ê. Ông nội ông đập mà ông dưới này nè nè cái. Hả hả? Sao cơ? Tôi đập hồi nãy tôi thấy cái này ở trên sàn này không biết có ít gì không nữa. Đâu đây cây cao là quan trọng là bao nhiêu đam. Ồ, cũng 16 đam chứ ít đâu. Cho tôi một cái áo đi. Rồi lại là cái quần. Trời trời ơi Sam. Cái quần hồi nãy hình như nó yếu hơn quần nãy Sam. Sam lấy cái quần giáp này nè. Ok rồi. Đập tiếp. Nhặt cái gì? Nó tàng hình tôi luôn vậy à, két này nè. À, ghê quá. Đây rồi. Cái áo tôi cần đây rồi. Cái áo tăng rất nhiều tim. Ok, yes. Đủ rồi Sam ơi. Cái bộ giáp của Sam, cái bộ giáp của Sam Sam mặc vô thử coi nó tăng được bao nhiêu tim. Đây. Trời ơi. Một gang tim. Một gang tim hả? Ừ, Phong cũng được một gang tim nè. Chắc là giờ mình lượm thêm cái chữ S vô nữa cho nó tăng thêm tim đi. Từ tôi chạy qua chỗ kia tôi lấy cái chữ S. À, mình sẽ chạy qua đây mình lượm thêm chữ S nha các bạn nha. Đây chữ S của mình. Đây. Lượm thêm chữ S vô là chúng ta sẽ được tăng nhiều tim hơn Sam ơi. Sao mà. Đâu vậy? Rồi bây giờ nè Sam qua bên đây tôi đưa cho Sam cái chữ S nè. Sao rồi? Ông ở tôi chỗ cũ nè. Trời tôi biết được chỗ cũ à? Ôi tôi qua. Đây. Nè nè Sam. Lượm. Trời ơi, nhận chết vô cái tình hình luôn nè. Trời ơi, thích quá. Rồi, giờ sao? Từ, tạm thời là mình tháo đi rồi tí nữa mình mặc vô sau. Tạm thời mình tháo đi rồi một tí nữa mình đánh nhau, mình mặc vô sau cho đối thủ còn thấy mình chứ đúng không? Ok. À, tháo ra thì phải có cái rương chứ mình phải quăng ra chứ mình không đi được đâu. Ok rồi. Rồi ok, để mình để ở ngoài cái rương đi. Rồi ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình đã chuẩn bị đủ đồ rồi nè. Đầu tiên là mình có được một cái bộ áo giáp gọi là siêu mạnh rồi. Tiếp theo nữa là một cái cây kiếm màu đen cũng rất là mạnh luôn bạn ơi. Cái kiếm này hơi bị khỏe luôn nha. Ấy. Và Sammy cũng có đủ bộ giáp rồi. Mình nghĩ rằng là bộ giáp đó đã đủ để gọi là có thể bảo vệ cho Sammy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với lại là Kairon và công chúa Simmy nha. Để coi ai sẽ là người bảo vệ được công chúa của chính mình. Ok, Sammy sẵn sàng chưa Sam? Sẵn sàng. Ok, Sam tàn hình rồi. Tôi không thấy Sam nữa hết luôn á. Rồi đây. Ok đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau chiến đấu nào. Let's go. Vậy hò quá gì vậy? Hoàng tử Kairon và công chúa Sim. Ủa sao công chúa tìm áo giáp vậy? Công chúa mà đúng rồi. Vậy bây giờ công chúa Simmy và hoàng tử Kairon đã sẵn sàng chưa nào? Trời, chiến bạn ơi. Rồi, đầu tiên là đến cái tiết mục khoe đồ này nha. Tôi xin khoe cho bạn. Mấy bạn bên đó xài gì? Táo vàng hả? Trời ơi, bọn tôi xài đến táo xanh dương luôn nè. Xịn chưa? Cái gì vậy? Táo xanh dương này hơi bị khỏe luôn á nha. Rồi vũ khí của cây đâu? Khoe vũ khí cho tôi coi vũ khí của cây đâu. Trời ơi, đây. Mấy cái đó. Trời cái máy cưa hả? Trời nhìn tôi nè. Thấy gì không? Vũ khí của tôi là một cái kiếm màu đen. Rồi siêu to khổng lồ, cái kiếm này hơi bị mạnh luôn nha. Rồi còn gì khác không? Hết rồi. Trời ơi, yếu xìu. Ủa mà sao Kairon mặc cái bộ giáp gì đâu mà nhìn nó xanh đỏ tím vàng, nhìn nữ tính vậy cây? Mình cũng không biết nữa. Trời ơi. Ok rồi, bây giờ bọn tôi sẽ khoe tới giáp của bọn tôi cho mọi người xem nè. Đây, tôi sẽ mặc cái quần vô. Tôi tàn hình đây nè. Đấy, tôi mặc cái áo vô. Mang đôi giày vô. Đó. Đây, tôi cũng vậy. Tôi mang cho anh xem nè. Cần tôi mang không? Sam mang vô cho bên đó xem lé mắt chơi Sam. Đó, tàng hình nè, đó. Ghê em ơi, chơi cái tàng hình luôn vậy. Đó, xin giới thiệu bạn, đây chính là bộ giáp siêu mạnh. À khoan, còn thiếu nha, Sammy, lại đây. Ăn thêm táo xanh dương vô Sam. Ăn thêm táo xanh dương vô. Trời tăng ơi, thêm một đống tim nữa. Ok rồi. Một ngang máu luôn. Tiếp theo nữa là lụm cái hình chữ S kia nãy mặc vô trong người. Ok. Đúng rồi, trời ơi. Bây giờ thì Kairon đã hối hận chưa nào? Còn muốn chiến đấu nữa không?
Chiến đấu bạn ơi. Chiến đấu rồi đúng không? Ok, thì nhiệm vụ của chúng ta như này thì mình sẽ nói là luật lệ chơi. Đó chính là hai nàng công chúa sẽ phải núp ở phía sau, còn hai hoàng tử phía nhau phải đánh nhau. Và người nào mà gọi là tấn công và tiêu diệt được công chúa bên kia trước thì người ấy sẽ giành chiến thắng, mày hiểu không? Trời ơi, ok. Ok, ok. Ok, rồi. Nhưng mà công chúa có quyền phản kháng không vậy? Công chúa được quyền đánh lại, hiểu không? Ok, ok, rồi. Mày thắng luôn nè. Và công chúa cũng được quyền chạy luôn nha. Rồi ok, bây giờ xin mời công chúa Sammy hãy lui lại phía sau để ta có thể bảo vệ nè. Lui lại phía sau đi. Lui lại phía sau đi mày. Ê, tôi cưỡi con thỏ. Rồi được rồi. Bây giờ Kairon sẵn sàng chưa đâu? Coi cầm cái cây à, lùi cái cây à. Sẵn sàng đúng không? Nhào vô, mời bạn vào trước. Mời bạn vô trước, bạn vô trước đi. Ôi, bọn mình chuẩn bị đánh nhau nên trời mưa luôn rồi. Ôi no, trời mưa. May quá, may quá. Trời ơi, trời mưa tưởng chết, chết luôn con ngựa của công chúa rồi chứ. Trời, cái con ngựa màu đen thui luôn. Ok. Rồi, hoàng tử Kairon, tôi mời bạn nhào vô trước. Tôi mời bạn, tôi chân thành mời bạn. Bạn nói gì cơ? Bạn nói gì cơ? Bạn có muốn làm lại không? Thôi tôi cho bạn thêm một mạng nữa. Ok, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, nhau vô. Bạn tính làm gì công chúa với tôi? Bạn tính làm gì công chúa với tôi? Bạn tính làm gì công chúa với tôi? Trời ơi. Mấy bạn ơi. Kairon vừa mới lao vào Sammy. Sammy đập cho cái chết queo luôn. Ủa gì vậy? Xin lỗi nhá. Ủa gì vậy? Sao không chịu bay lên trời? Ủa sao Simmy bay lên trời vậy? Cái gì vậy? Sao Simmy bay lên trời vậy Sim? Đang mất mắt mà. Trời ơi trời, ok thôi rồi, bây giờ nhiệm vụ không phải là Kairon mà nhiệm vụ của tôi chính là Simmy. Kairon mau tránh ra để tôi tiêu diệt Simmy. Tránh ra. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ủa sao chạy mất tiêu rồi? Công chúa Sammy. Công chúa Sammy à. Ai mà chém tôi là tự chết luôn, không cái giáp tôi là tự hủy á, người ta chém tôi là tự chết luôn á. Ờ rồi. Công chúa. Nghĩ rồi. Công chúa Sammy à, bây giờ tôi nghĩ rằng tôi không cần bảo vệ công chúa nữa. Công chúa hãy nhào lên tự tiêu diệt Sammy đi nào công chúa. Ok. Từ ôi đau quá à. Đó mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không? Mình đánh Sam bao nhiêu đam mình sẽ hưởng bấy nhiêu đam luôn. Bộ giáp của mình, cái bộ giáp của mình đó bạn, nó có một cái sức mạnh đó chính là người nào quýnh mình thì người đó sẽ bị thương, chứ mình không hề bị thương các bạn ơi. Ok. Vậy là xin lỗi công chúa Simmy nha, tôi đành phải tiêu diệt bạn thôi. Đúng rồi. À không, trước tiên tôi phải tiêu diệt Kairon trước đã. Búp Kairon đi nè, rồi Simmy búp. Rồi đi luôn. Kairon. Yeah, một thành công. Yeah, trời ơi quá dễ dàng cho chiến cho sự chiến thắng. Em tính là mình làm gì luôn á phải không? Tôi không lấy mà Kairon chết là sao ta? Ôi Sam, bộ giáp này bay được. Đâu? Bộ giáp này bay được em. Ôi bộ giáp này bay được. Bộ giáp này bay được các bạn ơi, bộ giáp này bay được. Trời ơi. Trời ơi, kiểu này là Simmy. Simmy sau khi mình quýnh con cái xong bộ giáp của Sim bởi hết trơn. Còn đúng mỗi đôi giày. Thôi quýnh bởi đôi giày luôn. Trời ơi, vô duyên quá nha. Ok bạn ơi. Vậy là chúng ta không cần phải chiến đấu gì nữa rồi. Mình với Sammy xác định là bọn mình sẽ là những người giành chiến thắng rồi. Bởi vì bộ giáp bọn mình quá khỏe. Thấy không, hồi nãy Kairon kêu gì? Kairon thích gọi là lúc kêu bài lóc kim cái gì? Lúc kêu bài lóc cầu vòng hơn. Xong cuối cùng là Kairon không bảo vệ được Sammy luôn. Để các bạn gọi là lúc kêu bài lóc màu xanh cho bạn rồi. Thôi bạn ơi, bạn xạo, bạn thua, bạn ơi. Thôi Sammy à, bạn có cảm nghĩ gì khi hoàng tử Kairon không bảo vệ được bạn? Buồn không? Ok, không trở lại đây cho tôi. Ác vậy. Ác luôn. Ê, cái kiếm này 100.000 đam. Trời ơi là trời. Ủa, Kairon. Kairon mới mặc lại mới mặc lại cái áo giáp hả? Ok, Kairon quýnh mình thử cái cây. Kairon thử quýnh mình đi. Mà lắm. Hai người mình nhau quýnh nhau hả? Trời ơi, Kairon quýnh không chết được mình luôn mày ơi. Ôi trời, cái gì mà ghê vậy? Ok,
Có được rồi, tôi bị đập rồi, trời ơi, không thấy đường gì hết trơn luôn, trời. Bạn Quýnh tôi bị đập rồi, tôi không chào được khán giả nè. Rồi, ok bạn ơi, thì như em đã thấy, một trận đấu vô cùng gọi là xàm xí. Chỉ cần Kairon đụng vô người mình thôi là Kairon banh xác. Ủa Kai ơi, Sim sao lại đứng vậy, lại để cho công chúa đứng là sao vậy? Ủa vậy Kai, tại sao Kairon lại ngồi mà lại để cho công chúa đứng hả Kai? Trời ơi, nhắc xong mới làm. Thôi trời, Sim đứng Kai cũng đứng luôn Kai, chị cho chị thương. Vậy hả? Cái gì vậy ông nội? Để Kai ngồi vậy nè, đó, lấy không? Lên thuyền ngồi Kai nè Sim. Thì ok bạn ơi, thì bạn thấy trận đấu này như thế nào? Mình thì mình thấy đây là một cái trận đấu vô cùng xàm xí. Vô cùng xàm xí, bởi vì là mình với Sammy chỉ cần đứng im thôi là Sim với Kai tự chết. Ok. Alo. Trời ơi, mình thời luôn á. Mình thời là cái gì ta, hoàng tử Kairon kỳ này bất lực chịu luôn, không thể nào bảo vệ được công chúa. Ok bạn ơi, thì các bạn thấy video như thế nào? Nếu bạn thấy video này hay thì đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên hãy cùng bên kênh YouTube của Kairon cùng với Simmy và Sammy để đăng ký ủng hộ cho hoàng tử Kairon và hai cô nàng công chúa Simmy và Sammy của Hero Team mộng mình nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.